Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế của cái mâm Crazy Boy CNC 209 lắp lên cái chiếc Exeter 150 tạp nam. Vài ngày trở đây, các anh em chơi xoay chuyển đang rất là háo hức chơi việc chào đón cái bộ mâm CNC 209 thế hệ mới của hiệu Crazy Boy, và đã sản phẩm ấy đã chính thức đến nước ta trong thời gian sắp tới. Dưới đây là những loạt chi tiết thực tế của cái mâm sau khi được lắp lên xe, cũng như một chút đánh giá riêng của mình về cái phiên bản dòng mâm mới này. Bộ bành hợp kim này được làm bằng bệt nhôm CNC nguyên khối, có một cái mã là FC525, mang kích thước 1.85 cho bánh trước và 2.50 cho bánh sau. Cái bộ sản phẩm này được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exeter 110 sử dụng. Trọng lượng của mâm cực kỳ nhẹ, trong khoảng là 6kg một cặp. Mâm Crazy Boy CNC FC525-209 là một sản phẩm kế thừa và phát huy những tính năng, công dụng của cái mâm có cái mã 511 từng được ra mắt trước đó, là phiên bản 5 cây hay đầu tiên đã bị ngừng sản xuất từ rất lâu. Thiết kế cái mâm CNC 209 không chỉ đẹp mắt mà còn giúp tăng thêm khả năng kỹ thuật học, tạo một cái luồng gió xoắn quay quanh mâm, giúp xe cân bằng và tối ưu hiệu suất khi vận hành. Các bản màu chính thức của cái dòng mâm này cho là cái Exeter 110 sẽ là màu cam, xanh và đen. Cảm quan riêng cá nhân của mình, nhìn chung thiết kế kết cấu cái mâm 5 cây cong cũng trông rất là khá đẹp, khí trung học và rất liền lạc khi lắp lên cái chiếc Exeter 110. Nếu xét về cái tính thẩm mỹ và cái độ tinh tế so với cái hai phiên bản trước thì không bằng. Mâm trước là 1.85 bằng với cái mâm zin, và phía sau là 2.5 là nhỏ hơn cái mâm zin. Tuy nhiên với cái bản mâm này cũng còn rất là to nếu đem chế qua một cái chiếc xe khác. Cho nên theo mình nghĩ mâm này chỉ hot khi lắp lên cái chiếc Exeter 155 hoặc là 150 mà thôi, chứ những dòng xe nhỏ khác vẫn ở sự lựa chọn những cái phiên bản cũ để lấy cái bản mâm nhỏ hơn. Exeter siêu ngầu phong cách Triton X 135 cùng với dàn chân 30 cũ, trang bị cho mình một bộ cánh là xám vô cùng sang chảnh, đầy tinh tế, thể thao, phong cách Triton X 105. Cái chiếc Exeter 135 4 số dưới đây còn nó bật hơn khi chủ xe chia ra một khoản tiền là vô cùng lớn, hơn 30 cũ, để nâng cấp cái dàn chân trở nên đẹp, hấp dẫn hơn rất nhiều. Khoác cho mình phong cách Triton X 105, đây là một cái tên gọi khác của Exeter thị trường Hy Lạp. Và bên cạnh đó, chủ nhân còn trang bị phần đèn hậu Wix của Malay, lắp vừa với cái dàn áo zin. Tuy nhiên, để giữ cho cái dòng bóng LED có tuổi thọ được cao, thì theo ý riêng của mình, các bạn nên chuyển sang cái điện bình. Ngoài ra còn có thêm đồng hồ Casio phiên bản là version 2 dành cho dòng Exeter nhỏ và Silhouette. Dùng chung những tính năng đo đạc và màu sắc cũng được giữ nguyên. Tuy nhiên, cái phần nền đồng hồ được phủ lớp carbon fiber và rất sang chảnh và thể thao hơn. Hai bên còn có thêm cái cụm công tắc NBS, cụm tăng Dunno để cút ngắn hành trình ga cho xe đạp nhanh hơn. Tay thắng của Rainbow Costa phiên bản nâng cấp từ cái dòng là Asset 19 có mức giá thành hiện nay lên là 7 triệu đồng. Ta thường bắt gặp cái dòng sản phẩm này trên những dòng là xe độ trọng kiển hoặc là phân khối lớn. Kích thước piston lớn hơn cho ta thấy đảm nhận những dòng là heo dầu lớn, hoặc kể cả là 4 bis đối xứng cũng là không hề hấn gì. Nhìn số cái dàn chân trước, thấy những góc ảnh quen thuộc, heo dầu của Rainbow Blitz 2 bis đối xứng, đi kèm cùng với đĩa cover KTM. Hai món đồ chơi này đi kèm cùng thất lòng CNC để thao đắp dễ dàng hơn. Góc ảnh ta còn thấy được rất nhiều chi tiết trên xe, thì được trang bị dịch ốc Titan T5 vô cùng bật. Trang bị phục nitrogen bình dầu rời, đây là món đồ chơi siêu đắt giá, mức giá trên 20 triệu đồng cho một cây phục, và có mức giá cao hơn hẳn Holin rất nhiều. Dù được ra đời tại Vương quốc Anh, nhưng mẫu phục này cũng rất hình thành ở đất Mỹ, Nhật Bản, cũng đang được giới chịu chi ở Việt Nam là ưa chuộng. Phanh đùm sau cũng được trang trí bằng full Titan nằm ở càng thắng, có bánh và ốp cấp sau. Các món đồ chơi này nếu cộng tiền lại thì có mức giá phải nói là cao hơn cả chi phí lên phần đĩa sau. Cái dàn chân dùng cái niềm nhôm SL để tạo sự linh hoạt, còn chiếc mã di chuyển trong đường phố tốt nhất.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là kế tiếp. Nhớ like, subscribe.